Hello, chào tất cả anh em nha. Mình là Nhật Audio. Trong video hôm nay, Nhật sẽ mang đến cho anh em một cục đẩy. Con này là hàng nòi của Mỹ nha mà. Đến từ thương hiệu và của Fairway. Và sẽ có tên model là BV4C. Đây là cục đẩy mà hai channel cho anh em. Channel A và channel B. Con này là một trong những dòng sản phẩm mà được thiết kế và được sản xuất tại Mỹ với anh em ạ. Đây là một trong những dòng sản phẩm mà có khả năng mà khuếch đại âm thanh của nó là rất là tốt. Nhưng mà khi mà anh em karaoke hoặc anh em nghe nhạc hoặc anh em chơi súp thì con này tái hiện chất âm của nó là rất là sống động và bùng nổ. Mời anh em cùng xem qua bề nội thất ở bên trong sản phẩm. Con này sẽ trang bị chúng ta tổng cộng là 8 con sò sắt cho anh em và 2 tăng phô rất là lớn và có rất là nhiều cầu gập nguồn. Đây là một cấu hình mà mình đánh giá là xuất sắc trong tầm giá của em nói nha anh em. Đây, mời anh em cùng xem qua về thông số kỹ thuật mặt sau của sản phẩm. Đây, sản phẩm mình sẽ trang bị chúng ta một quạt tản nhiệt mà nó là rất là lớn nhưng mà thổi trực tiếp vào những cái lá nhôm tản nhiệt ở bên trong luôn. Đây, sản phẩm mình sẽ trang bị là 2 volume và hệ thống là 4 chập loa, hệ thống là A và hệ thống là B. Còn bên đây là tem sản phẩm nha anh em. Con này hàng chuẩn made in USA. Con này sẽ có điện 220V, công suất là 600W. Và điểm đặc biệt của con này còn xuất âm tụ anh em ạ. Nên cho ra khả năng bung âm của nó thì khỏi phải bàn của anh em. Và giá con này thì cũng để lại cho anh em rất là tốt luôn, chỉ với 5.900.000 đồng. Và nếu anh em muốn mua thì có thể liên hệ trực tiếp với Nhật qua số điện thoại, qua Zalo để được tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhất. Và bây giờ mình sẽ vào cái bài test chất âm của Fairway BV4C luôn và anh em. Và hiện tại thì Nhật đã kết nối cả dây loa và cả dây AV của sản phẩm. Đây, dây loa thì Nhật đang kết nối với cặp loa cực kỳ là khủng của Yamaha. Đây là cặp loa mà sẽ có 4 tớp và chất kèn và công suất cộng lại phải nói là trên cả 1000W rồi anh em ạ. Đây, mời anh em cùng thưởng thức chất âm. Nếu chiều nay không có anh, ai sẽ đưa em về? Trời sắp đổ cơn mưa, sao anh còn đứng mãi? Hãy nói một lời, có phải anh giận em? Có phải anh giận em? Sức mạnh mà của cục đẩy Fairway BV4C. Như anh em vừa nghe thì con này đánh chất âm phải nói là cực kỳ là xuất sắc thôi, nhưng mà âm bass khi mà chơi với cặp loa lớn cho ra phải nói là cực kỳ là dữ dội luôn anh em. Nghe đập phải nói là rất là phơ luôn. Strap thì tơi nhuyễn. Và con này phải nói là
vừa giá rẻ, vừa hát hay, vừa là hàng nòi của Mỹ. Điện 220 anh em mua và cắm trực tiếp vào luôn, không cần phải qua ổn áp. Đây, cái này thích hợp để cho anh em đáp ứng mọi nhu cầu. Anh em có thể mà ghép hai cặp ba tấc vào này chơi mà rất ok cho anh em. Rồi anh em thấy sao về đẩy Fairway BB4C thì hãy để lại bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn anh em đã dành rất là nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Auto. Nếu anh em thấy video hữu ích thì anh em hãy đăng ký kênh để ủng hộ Nhật Auto nhé. Xin chào và hẹn gặp anh em trong những video lần tới.